Lý Thái Tổ, thân thế và sự nghiệp. Vua Lý Thái Tổ là vị vua sáng lập ra vương triều nhà Lý trong lịch sử Việt Nam. Vua Lý Thái Tổ, tên thật là Lý Công Uẩn, sinh ngày 8 tháng 3 năm 974, mất ngày 31 tháng 3 năm 1028. Người châu cổ Pháp, huyện Đông Ngàn, Phủ Từ Sơn, nước đại cổ Việt, ngày nay thuộc tỉnh Bắc Ninh. Về gia thế, Thân mẫu của ông là bà Phạm Thị Ngà. Sau khi lên ngôi, vua Lý Thái Tổ truy phong mẹ mình là Minh Đức Thái hậu. Còn thân sinh của vua Lý Thái Tổ cho đến nay vẫn là một ẩn số, không rõ là ai. Sử sách có ghi chép rằng, sau khi lên ngôi, vua Lý Thái Tổ đã truy phong cho cha mình là Hiển Khánh Vương. Em trai của vua Lý Thái Tổ là Dực Thánh Vương. Khi lên 3 tuổi, Lý Công Uẩn được nhà sư Lý Khánh Văn ở chùa Cổ Pháp nhận làm con nuôi. Khi lên 7 tuổi, Lý Công Uẩn chuyển đến chùa Lục Tổ và được thiền sư Vạn Hạnh trực tiếp nuôi dạy. Thấy Lý Công Uẩn, sư Vạn Hạnh liền khen. Đứa bé này không phải người thường, lớn lên ắt có thể giải nguy gỡ rối, làm bậc minh chủ trong thiên hạ. Hàng năm, Lý Công Uẩn theo thiền sư Vạn Hạnh vào chầu vua Lê Đại Hành ở kinh đô Hoa Lư. Mến mộ tài năng của chàng trai trẻ, vua cho ở lại kinh học tập và gà con gái là công chúa Lê Thị Phất Ngân cho Lý Công Uẩn và đặc phong làm điện tiền cận vệ năm 1005, vua Lê Đại Hành băng hà. Các hoàng tử tranh giành ngôi báu. Năm 1006, vua Lê Trung Tông lên kế ngôi, nhưng chỉ tại vị được 3 ngày thì bị hoàng tử Lê Long Đĩnh giết chết để cướp ngôi. Các quan lại trong triều theo phò vua Lê Trung Tông đều bỏ trốn. Duy chỉ có Lý Công Uẩn ôm xác tôn chủ của mình là vua Lê Trung Tông mà khóc. Hoàng tử Lê Long Đĩnh thấy vậy khen là người trung nghĩa, không giết mà phong cho làm, tứ xương quân phó chỉ huy sứ. Về sau, Lý Công Uẩn tiếp tục được thăng đến chức tả thân vệ điện tiền chỉ huy sứ. Năm 1009, vua Lê Long đĩnh chết, nhà tiền Lê lục đục. Quần thần trong triều đình nhà tiền Lê khi đó đều tôn Lý Công Uẩn lên làm vua. Ngày 21 tháng 11 năm 1009, Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế, đặt niên hiệu là Thuận Thiên, chính thức lập ra nhà Lý. Tôn hiệu của vua Lý Thái Tổ là Phụng Thiên Chí Lý, ứng vận tự tại, Thánh Minh Long Hiện, Duệ Văn Anh Vũ, Sùng Nhân Quảng Hiếu, Thiên Hạ Thái Bình, Khâm Minh Quảng Trạch, Trương Triêu Vạn Bang, Hiển Ứng Phu Cảm Uy, Trấn Phiên Man Duệ, Mưu Thần Trợ Thánh, Trị Tắc Thiên Đạo Chính Hoàng Đế. Thụy Hiệu là Thần Vũ Hoàng Đế. Năm 1010, vua Lý Thái Tổ cho rời đô từ thành Hoa Lư về thành Đại La. Trong chiếu rời đô, vua Lý Thái Tổ có viết Sư nhà thương đến đời bản canh 5 lần rời đô, nhà chu đến đời thành vương ba lần rời đô há phải các vua thời tam đại ấy theo ý riêng tự tiện rời đô. Làm như thế cốt để mưu nghiệp lớn, chọn ở chỗ giữa, làm kế cho con cháu muôn vạn đời, trên kính mệnh trời, dưới theo ý dân, nếu có chỗ tiện thì rời đổi, cho nên vận nước lâu dài, phong tục giàu thịnh. Thế mà hai nhà đinh, lê lại theo ý riêng, coi thường mệnh trời, không nói theo việc cũ thương chu, cứ chịu yên đóng đô nơi đây, đến nỗi thế đại không dài, vận số ngắn ngủi, trăm họ tổn hao, muôn vật không hợp. Chậm rất đau đớn, không thể không rời. Huống chi thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương, ở vào nơi trung tâm trời đất, được thế rồng cuộn hổ ngồi, chính giữa Nam Bắc Đông Tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp chúng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh. Xem khắp nước Việt đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời. Chẳng muốn nhân địa lợi ấy mà định nơi ở, các khanh nghĩ thế nào? Sử chép rằng các quan trong triều đều nhất trí với nhà vua. Bệ hạ vì thiên hạ lập kế dài lâu, trên cho nghiệp đế được thịnh vượng lớn lao, dưới cho dân chúng được đông đúc giàu có, điều lợi như thế, ai dám không theo. Tháng 7 năm canh tuất thì khởi sự rời đô. Khi thuyền mới đến đậu ở dưới thành, thấy có con rồng vàng hiện ra, nhân thế đặt tên là Thăng Long, liền lập nhiều cung điện, cộng 13 sở, Xây thành lũy, sửa sang phủ khố, thăng châu cổ pháp làm phủ thiên đức, thành hoa lư đổi làm phủ tràng an. Theo Đại Việt Sử Lược, năm Mậu Thìn 1028, tức năm Thuận Thiên thứ 19, sức khỏe vua Lý Thái Tổ đã không được tốt, thường xuyên đau yếu. Ngày 31 tháng 3 năm ấy, vua Lý Thái Tổ qua đời ở Điện Long An, ở ngôi 19 năm, hưởng thọ 54 tuổi.